Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị đến với bản tin tiêu điểm kinh tế thế giới của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý vị, cục thống kê quốc gia Trung Quốc hôm nay công bố dữ liệu cho thấy, giá tiêu dùng tại nước này đã quay lại vùng tích cực trong tháng 8. Đây được xem là dấu hiệu khả quan cho thấy kinh tế Trung Quốc đang dần ổn định trở lại. Theo Cục thống kê quốc gia, chỉ số giá tiêu dùng CPI của Trung Quốc trong tháng 8 tăng 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái, trước đó chỉ số này giảm 0,3% trong tháng 7. Lạm phát cơ bản không bao gồm giá thực phẩm và nhiên liệu duy trì ở ngưỡng 0,8% trong tháng 8, trong khi đó chỉ số giá sản xuất PPI giảm 3% so với cùng kỳ năm trước, mức giảm thấp nhất trong năm tháng trở lại đây. Theo giới quan sát, chính phủ Trung Quốc cần có thêm các biện pháp kích cầu tiêu dùng trong bối cảnh thị trường lao động tại nước này phục hồi khá chậm chạp và thu nhập hộ gia đình cũng không ổn định. Trong tháng 8, nền kinh tế Canada ghi nhận số lượng việc làm tăng mạnh, gần gấp 3 lần dự báo. Ngoài ra, tốc độ tăng trưởng tiền lương ở quốc gia Bắc Mỹ này cũng tương đối nhanh, thể hiện sức mạnh của nền kinh tế, bất chấp lãi suất cao. Theo dữ liệu do Cơ quan Thống kê Canada công bố hôm qua, kinh tế nước này đã ghi nhận thêm 39.900 việc làm, gần gấp 3 lần 15.000 việc làm được dự báo trước đó. Tỷ lệ thất nghiệp ổn định ở ngưỡng 5,5%. Mức lương trung bình theo giờ đối với nhân viên chính thức tăng 5,2% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường lao động Canada chứng minh khả năng phục hồi mạnh mẽ, ngay cả khi Ngân hàng Trung ương Canada BOC đã tăng lãi suất qua đêm 10 lần kể từ tháng 3 năm 2022 nhằm kiềm chế lạm phát. Cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch hôm qua đã nâng triển vọng kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ từ mức tiêu cực lên ổn định và xếp hạng B. Báo cáo của Fitch có đoạn: "Quyết định điều chỉnh trình vọng kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ lên mức ổn định được đưa ra sau khi chính phủ nước này khôi phục các chính sách tài chính nhất quán nhằm ổn định kinh tế và giảm mức áp lực đối với khả năng thanh toán. Tuy nhiên, Fitch cũng nhận định rằng kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tồn tại nhiều bất ổn do tác động kéo dài của chính sách kiềm chế lạm phát chưa thích hợp được áp dụng trước đó. Fitch dự báo Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nâng lãi suất chính sách lên 35% vào cuối năm 2023 và duy trì mức lãi suất này trong năm 2024." Tuy nhiên, tổ chức này cho rằng vẫn còn nhiều yếu tố có thể thay đổi lộ trình chính sách của Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian tới. FIT cũng lưu ý, tổng dự trữ ngoại hối của Thổ Nhĩ Kỳ phục hồi đáng chú ý từ giữa tháng 5 và dự báo sẽ đạt 115 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm 2023. Theo FIT, tốc độ tăng trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ ước đạt 4,3% vào năm 2023 trước khi giảm xuống 3% vào năm 2024. Tại cuộc họp của Ủy ban Hạ viện ngày hôm qua, giới chức Nhật Bản tuyên bố sẽ hỗ trợ hết mức có thể cho ngành thủy sản của nước này nhằm bù đắp những tổn thất mà lệnh cấm nhập khẩu thủy sản của Trung Quốc gây ra. Phát biểu tại cuộc họp, ông Nishimura Yasutoshi, Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản cho biết, chính phủ đang lên kế hoạch tăng cường các hoạt động quảng bá và giúp đỡ các doanh nghiệp thủy sản đang còn tồn hàng. Chúng tôi cũng đang xem xét tăng cường hỗ trợ tài chính cho ngành này. Chính phủ Nhật Bản đã chi hơn 680 triệu đô la Mỹ viện trợ khẩn cấp để giải quyết thiệt hại đối với lĩnh vực thủy sản. Ông Sakamoto Masanobu, Chủ tịch Liên đoàn Hợp tác xã Thủy sản Quốc gia, nhận định. Các biện pháp cấm nhập khẩu từ phía Trung Quốc đang gây thiệt hại cho ngư dân trên khắp Nhật Bản. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Trung Quốc giải quyết tình trạng này. Kế hoạch sản nước thải đã qua xử lý từ nhà máy hạt nhân Fukushima Daiichi của Nhật Bản vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía Trung Quốc. Trong một phản ứng, chính quyền Bắc Kinh đã cấm nhập khẩu hải sản từ Nhật Bản, gây thiệt hại nặng nề cho nghề cá nước này. Bộ Nông nghiệp Philippines hôm qua tuyên bố, nước này đã nối lại hoạt động xuất khẩu xoài tươi sang Úc sau 10 năm gián đoạn vì yêu cầu chất lượng khắc khe tại thị trường này. Theo Bộ Nông nghiệp Philippines, việc nối lại hoạt động xuất khẩu được đánh dấu bằng lô hàng 1.500 kg xoài Carabao vừa cập cảng Per. Lô hàng này được gửi đi một ngày trước chuyến thăm cấp nhà nước của Thủ tướng Úc Anthony Albanese đến Philippines. Theo giới chức trong ngành nông nghiệp Philippines, việc nối lại hoạt động xuất khẩu là nhờ nỗ lực của toàn ngành trong việc tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Các chỉ số chủ chốt trên thị trường chứng khoán Mỹ tăng giá nhẹ trong phiên giao dịch cuối tuần do giới đầu tư còn chờ dữ liệu làm phát dự kiến được công bố vào tuần tới để đoán định các bước đi tiếp theo của cuộc dự trữ liên bang Fed khép phiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,22% lên 34,577 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 0,14% lên 4,457 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq tăng 0,09% lên 133,762 điểm. Giới đầu tư đang lo ngại, việc giá dầu tăng cao sẽ ảnh hưởng đến chỉ số giá tiêu dùng CPI ở Mỹ trong tháng 8. Chỉ số này dự kiến được công bố vào tuần sau và tác động lớn đến định hướng lãi suất sắp tới cuộc phép. Theo ông Michael Lenberg, giám đốc điều hành kiêm giám đốc đầu tư tại công ty quản lý tài sản Lenberg Bennett Private, giá đầu tư sẽ còn tăng cao trong thời gian tới và điều này chắc chắn sẽ đẩy chỉ số CPI lên cao. Hiện vẫn chưa có cơ sở để khẳng định Fed có tăng lãi suất vào cuộc họp tháng 9 hay không. Tuy nhiên, cơ quan này sẽ phải tăng lãi suất ít nhất một lần nữa trong năm nay vì cuộc chiến chống lạm phát vẫn chưa đến hồi kết. Dữ liệu hoạt động của lĩnh vực dịch vụ tăng mạnh hơn dự kiến và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần giảm được công bố trong tuần này cũng làm dấy lên lo ngại về lạm phát. Trong khi đó, giới chức Fed liên tục đưa ra các bình luận trái chiều khiến giới đầu tư thận trọng hơn. Cụ thể, Chủ tịch Fed New York John Williams đề ngọt về quyết định tăng lãi suất sắp tới của Fed, trong khi Chủ tịch Fed Dallas Lori Logan cho rằng việc giữ lãi suất ổn định trong cuộc họp tiếp theo có thể phù hợp nhưng cần phải thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa. Nhận định về khả năng này, ông Eric Friedman, giám đốc tài chính của Tập đoàn Quản lý Tài sản US Bank, cho biết Fed nhiều khả năng sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay, nhưng có thể không phải là vào tháng 9. Người tiêu dùng đã chịu nhiều áp lực từ các biện pháp nâng lãi suất và hiện đã đến lúc Fed tạm dừng một chút. Trên thị trường năng lượng, giá dầu tăng gần 1% trong phiên giao dịch hôm qua do lo ngại nguồn cung dầu thắt chặt sau khi Ả Trập Xê Út và Nga gia hạn các giảm nguồn cung. Theo đó, giá dầu Brent giao sau tăng 73 cent lên 90,65 đô la Mỹ một thùng, trong khi dầu thô WTI của Mỹ tăng 64 cent, chốt phiên ở ngưỡng 87,51 đô la Mỹ một thùng. Nhận định về thị trường dầu, ông Dan Zukin, chủ tịch công ty dịch vụ tài chính S&P Global cho biết Tốc độ phục hồi kinh tế hậu đại dịch COVID-19 không như kỳ vọng tại Trung Quốc đã kiềm hãm đà tăng giá dầu Điều này buộc Ả Rập Xê Út và Nga liên tục có các động thái, cắt giảm sản lượng để giá dầu lên mức cao như hiện nay. Trên thị trường hàng hóa, giá vàng tăng trong phiên giao dịch hôm qua nhờ đồng đô la giảm nhẹ. Theo đó, vàng giao ngay tăng 0,1%, chốt phiên ở mức 1920,49 đô la Mỹ một ounce. Giá vàng kỳ hạn ổn định ở mức 1942,70 đô la Mỹ một ounce. quý vị, hai năm hậu đảo chính, kinh tế Cộng hòa Guinea sụt giảm liên tục, nợ nước ngoài không ngừng tăng, tình hình chính trị bất ổn và các khoản vay từ Trung Quốc cản trở các doanh nghiệp trong việc thu hút đầu tư và duy trì hoạt động. Tình hình kinh tế khó khăn thể hiện rõ qua các khu chợ ở Guinea, việc buôn bán của các tiểu thương đều rất ế ẩm. Chị Kamara Safiatu, một tiểu thương, cho biết, có khi tôi ngồi từ sáng đến chiều nhưng chẳng bán được gì. Thức ăn tôi mua để bán cũng là mua trước trả sau, nếu không thanh toán đúng hạn, các thương lái sẽ kiện chúng tôi. Cuộc sống chưa bao giờ khó khăn đến như vậy. Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới, Guinea có tiềm năng phát triển kinh tế lớn từ hoạt động khai khoáng, nhưng việc quân đội nước này chưa thể chuyển giao quyền lực cho một chính phủ dân cử đã cản trở dòng đầu tư. Om Cherif Haidara thuộc Tổ chức Doanh nghiệp Quốc tế Guinea cho biết. Thách thức đặt ra là rất lớn, tình hình chính trị Guinea hiện nay không ổn định, vậy nên các nhà đầu tư không thể ký kết hợp đồng với doanh nghiệp, mọi thứ đều phải chờ một chính phủ dân cử được thành lập. Hồi tháng 1 năm nay, chính quyền quân đội cho biết sẽ bắt đầu tiến trình chuyển giao quyền lực trong 24 tháng và tiến hành bầu cử. Nhưng theo phe đối lập, vẫn chưa có lộ trình cụ thể để trở lại chế độ pháp quyền. Điều này nghĩa là các doanh nghiệp vẫn phải tiếp tục chờ đợi dòng đầu tư trong tình trạng hết sức khó khăn. Theo giới chuyên gia, nợ nước ngoài, đặc biệt là nợ từ Trung Quốc, cũng là vấn đề cản trở đầu tư vào Guinea. Ông Manake Rakake, chuyên gia tại Đại học Lansana Conte, cho biết. Chính phủ công bố rất ít thông tin về các khoản nợ của Trung Quốc, thực sự rất khó làm việc với các đối tác nếu không thể cung cấp cho họ đầy đủ thông tin về kinh tế quốc gia. Chúng tôi không biết thời hạn thanh toán các khoản vay trên và rất lo ngại gánh nặng nợ sẽ còn kéo dài đối với các thế hệ tương lai. Cần có thêm thông tin về các khoản vay để tìm hướng giải quyết tốt hơn và cũng giúp cho các nhà đầu tư có cơ sở cụ thể hơn khi xem xét. Hơn 60% dân số Guinea phải trang trải đời sống với mức kinh phí chưa tới 4 đô la Mỹ mỗi ngày. Theo Ngân hàng Thế giới, tỷ lệ nghèo đói ở quốc gia Tây Phi này sẽ còn gia tăng cho tới khi nào nước này có thể trở lại chế độ dân sự thì các cải cách về mặt chính trị và kinh tế mới có thể được tiến hành, từ đó nguồn đầu tư mới có thể chạy vào nước này. Quý vị khán giả vừa đến với bản tin tiêu điểm kinh tế thế giới của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.